Xin chào, chào mừng quý vị đã đến với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Lên Lực Tử Vi. Và tiếp theo trong chuyên mục Tử Vi Phong Thủy của ngày hôm nay, ban biên tập sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Đầu năm, đừng quên đặt thứ này dưới gầm giường để tài lộc cả năm đầy nhà. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, giường là thứ không thể thiếu trong các gia đình, là nơi để chúng ta nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng để gì dưới gầm giường có lẽ vẫn là điều mà không ít người băn khoăn. Vậy theo phong thủy, có nên để đồ đạc dưới gầm giường không? Để gì dưới gầm giường để tài lộc vượng phát, tiền bạc ùn ùn đổ vào nhà? Tùy theo nhu cầu mà mỗi nhà lại có cách bài trí, sắp đặt giường riêng. Nhưng dù thế nào thì theo phong thủy, phòng ngủ, gầm giường cũng cần phải thông thoáng, tạo điều kiện cho không khí lưu thông, không ảnh hưởng đến sức khỏe và vận trình của gia chủ. Sau ngày nay thì để thuận tiện và tiết kiệm không gian sống, nhiều người lựa chọn thiết kế gầm giường để chứa đồ, khiến cho không gian đó bị thu hẹp, không khí không dễ dàng lưu thông mà bị ứ đọng, có thể tác động xấu đến sức khỏe của gia chủ. Khi ngủ, cơ thể bạn sẽ ở trong cái trạng thái là thư giãn, tự động hấp thu năng lượng và không khí xung quanh, kết hợp với năng lượng trong cơ thể để phục hồi sinh khí, gia tăng sức mạnh cho lần hoạt động tiếp theo. Khi nằm trên giường, nếu gầm giường nhà bạn thông thoáng, sạch sẽ thì tự nhiên không khí cũng sẽ dễ dàng lưu thông, tạo luồng không khí sạch cho người đang nghỉ ngơi. Nhưng khi gầm giường bừa bãi đồ đạc thì luồng không khí không thoát được mà bị ứ đọng lại, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Xét cả về y học lẫn phong thủy đời sống, điều này đều không tốt cho sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra thì các chuyên gia phong thủy còn khuyến cáo rằng việc để nhiều đồ đạc dưới gầm giường bừa bãi còn có thể ảnh hưởng đến vận thế tài lộc của gia đình bạn nữa. Đồ dùng cũ nát hay đồ lâu không sử dụng đến, tốt nhất là bạn nên vứt bỏ, chớ nên là tích trữ dưới gầm giường. Có thể bạn không biết nhưng mà theo phong thủy đời sống, việc làm này sẽ vô tình gây ra nhiều chuyện kém may mắn cho gia chủ, chẳng những tiền bạc tiêu tan, phá tài, phá lộc mà còn khiến cho vận trình, tình cảm sa sút, công việc kém suôn sẻ, kẻ tiểu nhân rình rập hãm hại bất cứ lúc nào. Sách vở không dùng đến cũng chớ cất dưới gầm giường, chẳng những khiến cho sách vở dễ bị ẩm mốc hay là mối mọt mà còn ảnh hưởng đến con đường học hành hay là công danh sự nghiệp của những thành viên trong gia đình. Tuy nhiên thì cũng có một số thứ mà bạn nên để dưới gầm giường nhà mình. Đây là những trường hợp ngoại lệ. Để thứ này dưới gầm giường thì lại giúp cho gia chủ tài lộc dồi dào, tiền bạc không ngừng đổ về nhà. Theo phong thủy người xưa cho rằng nếu dưới gầm giường nhà bạn để chiếc hộp kho báu thì sẽ thúc đẩy vận trình tài lộc của gia chủ. Tuy nhiên thì tùy theo cái vật liệu làm hộp kho báu mà chiếc hộp sẽ trao cho bạn những cái điều khác nhau, ý nghĩa cũng có phần khác nhau. Ví dụ chiếc hộp kho báu mà bạn làm bằng gỗ sẽ tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, rất phù hợp với các cặp vợ chồng đang muốn sinh con đẻ cái. Chiếc hộp được làm bằng đất sét lại có tác dụng là hoàn toàn khác, giúp bạn giành được thành công trong công việc, mang tới danh tiếng, quyền lực đủ đầy. Còn nếu bạn muốn tiền bạc không ngừng đổ về nhà thì có thể chọn chất liệu vàng bạc hay đá quý. Chiếc hộp kho báu sẽ mang lại tài lộc cho gia đình, giúp gia chủ giàu sang phú quý. Bên trong chiếc hộp, bạn hãy để vào đó đồ trang sức quý giá, các hóa đơn có giá trị cao. Nhưng có điều này bạn cần nhớ kỹ, khi muốn chiêu tài gọi lộc về nhà thì đừng bao giờ để tiền xu vào trong chiếc hộp kho báu. Nếu đường tình duyên của bạn không được thuận lợi, hay đơn giản là bạn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì có thể đặt những cây nến thơm hay là tinh dầu có hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng quyến rũ dưới gầm giường nhà mình, đào hoa sẽ nở rộ, đường tình khởi sắc, tránh họa đào hoa. Nếu bạn muốn cầu mong sức khỏe cho cả gia đình cũng có thể sử dụng hộp kho báu, chỉ là thay thế những thứ bên trong bằng quả đào hay các loại ngọc có hình rùa hoặc là hươu. Xong, khi đã để hộp kho báu dưới gầm giường thì đừng bỏ quên nó ở đó mãi mãi. Tầm 3 tháng một lần, bạn hãy lấy hộp ra, lau rửa sạch sẽ và phơi dưới nắng. Đây là thuật phong thủy nhằm thanh tẩy những năng lượng xấu, ảnh hưởng không tốt đến vận trình của gia chủ. Nếu gia đình nào mà chưa có chiếc hộp kho báu này thì hãy nhanh tay chuẩn bị ngay cho gia đình một chiếc hộp kho báu này để đặt dưới gầm giường để cầu được ước thế nhé. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy ở trong phong thủy thì phòng ngủ rất quan trọng. Phòng ngủ là cái nơi giúp cho bao mệt mỏi trong cuộc sống của bạn dường như được tan biến đi. Vì nhiều lý do đó mà nó mang lại cho bạn sự thoải mái, ấm áp và thân quen khi trở về nhà sau ngày dài đối mặt với công việc đầy mệt mỏi đến kiệt sức.
Khi nằm trên giường, vùi vào trong chăn, bạn cảm thấy như được an ủi, cơ thể khỏe mạnh hơn, vì trong thực tế, khi ngủ là lúc năng lượng cơ thể được phục hồi, năng lượng của bạn như được tái sinh. Điều gì tuyệt vời hơn khi trong phòng toàn là những đồ nội thất mà bạn yêu thích? Đấy là chưa kể đến nếu có vị trí, màu sắc phù hợp còn mang lại cho bạn cuộc sống với kết quả hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, phong thủy phòng ngủ mang lại may mắn cho những người biết cách áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Phong thủy phòng ngủ có thể mang lại sự hài hòa mới và những điều bất ngờ trong cuộc sống của bạn, từ chuyện tiền bạc đến chuyện tình cảm. Nhiều khi áp dụng phong thủy phòng ngủ không phải là điều gì đó quá cao siêu, nhưng thay đổi cơ bản và nho nhỏ cũng tạo nên sự khác biệt lớn, ảnh hưởng tích cực tới sự nghiệp, tiền bạc và sức khỏe của bạn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể treo hình ảnh những người quan trọng nhất đối với mình trong phòng ngủ. Tuy nhiên thì hạn chế treo những cái hình ảnh dạng người thân hay bạn khắp phòng, vì bạn sẽ cảm thấy như bạn đang bị theo dõi và bị lấn át. Nếu muốn treo, chỉ treo một bức ảnh của hai vợ chồng để tăng cường mối quan hệ vợ chồng. Và giường thì nên đặt ở vị trí cân bằng không gian ở hai bên giường. Bạn tránh để tất cả các đồ vật về một bên phòng và để trống một bên, vì như vậy sẽ tạo sự mất cân xứng trong căn phòng, quan trọng nhất là trong nhà của bạn. Giường ngủ cần kê tại vị trí có khoảng trống để khi tỉnh giấc ngồi dậy có thể bước xuống bên trái, bên phải hoặc là phía trước. Việc kê như vậy giúp khí lưu thông tốt hơn, người ngủ sẽ thấy dễ chịu, khoan khoái. Ngoài ra thì nên đi ngủ sớm, dậy sớm để tận hưởng ánh nắng mặt trời, tận hưởng ánh sáng tự nhiên là cách lý tưởng để bắt đầu một ngày mới một cách hoàn hảo. Không chỉ bởi vì nó khiến cái năng lượng tích cực lan tỏa khắp cơ thể bạn, mà vì nó còn khiến tinh thần phấn chấn, làm việc hiệu quả hơn. Và không được để đồ lộn xộn hoặc là để những cái đồ vật liên quan tới công việc trong phòng ngủ. Đặc biệt là lưu ý không nên để lộn xộn dưới gầm giường. Bất kỳ đồ vật linh tinh nào đó đều tạo ra năng lượng tiêu cực riêng, có thể làm phiền tới cuộc sống của bạn từ giấc ngủ cho tới sức khỏe. Và không đặt bàn trong phòng ngủ. Nếu không còn cách nào khác thì trên bàn không nên để các giấy tờ liên quan tới thủ tục, hóa đơn, giấy tờ liên quan tới tiền bạc. Nếu vẫn phải để những thứ này trong phòng ngủ, hãy dùng vải hoặc là vật gì đó để ngăn lại. Ngăn tách khu vực này với phần còn lại của phòng ngủ, nơi mà bạn phải hoàn toàn được nghỉ ngơi. Và không nên đặt giường ở vị trí một góc tường nhô ra hoặc là một góc nhọn của đồ nội thất chìa thẳng vào giường ngủ. Nếu không thể di chuyển, bạn cố gắng làm mềm các góc nhọn và năng lượng hung hãn bằng cách là phủ vải bên ngoài. Giường ngủ kê sát vào cửa sổ thì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đầu giường, hoặc là khi mưa, nước mưa hắt qua cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chủ nhà. Để đảm bảo sức khỏe và gia cư an toàn thì không nên kê đầu giường vào sát cửa sổ. Không nên lắp điều hòa nhiệt độ ngay trên đầu giường, không khí lạnh sẽ thổi trực tiếp lên cơ thể bạn. Đặc biệt là trong lúc ngủ, lỗ chân lông có xu hướng là hơi mở ra nên rất dễ bị các bệnh như là cảm lạnh, cứng cơ và đau đầu. Và không nên để lộ không nơi đầu giường. Lộ không có nghĩa là đầu giường để chơi vơi, không có chỗ dựa, không có chỗ che chở. Việc kê như vậy sẽ dẫn đến hung nhiều cát ít. Nếu đầu giường không thể kê sát vào tường được thì cuối giường nên kê sát vào tường. Và hướng tốt nhất cho giường ngủ là hướng Nam Bắc. Nếu theo quan niệm khoa học, hướng Nam Bắc thuận theo lực hấp dẫn của từ trường trái đất, nằm ngủ quay đầu hướng Bắc hoặc Nam giúp máu tuần hoàn tốt, mang lại giấc ngủ êm ái nhất. Đầu giường không thể quay về phía Tây bởi trái đất quay từ Đông sang Tây. Nếu đầu giường hướng về phía Tây thì máu sẽ đẩy ngược lên đầu, khiến não phải hoạt động nhiều, giấc ngủ không được trọn vẹn. Nếu quay đầu về hướng Đông thì cảm giác bất an sẽ không còn. Trong phong thủy, nước là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của sự nghiệp của bạn. Năng lượng kép mà nó tạo ra rất cần thiết cho một con đường sự nghiệp thuận lợi và hanh thông. Mặc dù vậy, sự hiện diện của nó trong phòng ngủ thường không được khuyến khích vì nó tạo ra quá nhiều năng lượng âm. Vì thế mà đặt hòn non bộ hoặc là tiểu cảnh ở phòng để làm việc trong nhà hoặc là khu vực phía bắc của ngôi nhà trông rất nghệ thuật và tốt cho sự nghiệp, nhưng trong phòng ngủ thì tuyệt đối không được để những đồ vật này. Mặt khác thì treo gương có lợi trong phong thủy
và cho công việc của bạn. Tuy nhiên thì chúng không nên treo đối diện với giường ngủ vì như thế khiến năng lượng của bạn bị tiêu hao. Gương cũng có liên quan đến các yếu tố nước nên cũng không được đặt trong phòng ngủ. Cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới sự nghiệp, một số yếu tố cụ thể khuyến khích sự thịnh vượng về tài chính và sự giàu có liên quan tới màu sắc như là đỏ, tím và vàng được mọi người liên tưởng đến sự giàu có. Tuy nhiên thì những màu sắc bắt mắt và đậm như thế này không nên sử dụng quá nhiều. Thay vào đó thì hãy sử dụng chúng một cách là tinh tế để tạo nên màu sắc nhẹ nhàng trong phòng ngủ. Có thể chọn chụp đèn, nến và nữ trang nhỏ là những món đồ trang trí phù hợp có màu sắc rực rỡ, thu hút may mắn, tiền bạc. Trong khi các yếu tố thẩm mỹ là những điều đầu tiên thường thấy trong một phòng ngủ, tính năng quan trọng nhất là vị trí giường ngủ ở đâu trong phòng. Chìa khóa để thành công trong cả tài chính và sự nghiệp là tăng lượng năng lượng tích cực trong phòng ngủ của bạn. Vì thế mà phong thủy phòng ngủ thu hút tiền bạc chỉ có thể được thực hiện nếu giường của bạn ổn định và đầu giường có điểm tựa để bảo vệ toàn bộ cơ thể bạn khi bạn ngủ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là ở trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn một số các cái thông tin có liên quan đến phong thủy phòng ngủ và giường ngủ, làm sao để thu hút được tài vận đến với gia đình của mình. Và mong rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên đây sẽ giúp ích rất nhiều cho quý vị và các bạn trong cuộc sống. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.